Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với ô tô Sài Gòn. Hôm nay mình có cơ hội đi dự sự kiện offline của hội xe Mazda CX-8. Rất là nhiều những người dùng đến đây để có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm sử dụng xe cho mọi người. Và hôm nay mình sẽ gặp một người dùng để có thể tham khảo những cái ý kiến của người dùng về dòng xe này. Ngoài ra những cái kinh nghiệm sử dụng xe, những cái ưu và nhược điểm của chiếc xe Mazda CX-8 mang lại. Ngay bây giờ mời các bạn cùng đón xem. Trước hết thì cảm ơn anh Việt đã nhận lời mời trong buổi phỏng vấn về Mazda CX-8. Anh Việt có thể giới thiệu một đôi nét về anh để cho tất cả các bạn ở trên ô tô Sài Gòn được biết. Mình tên Việt, mình đến từ thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Thì mình đang làm trong lĩnh vực là sản xuất phụ tùng ô tô công ty Bosch. Mình đang sở hữu chiếc CX-8 đời 2021 ở phía đằng sau của các bạn. Sẵn đây thì anh Việt có thể chia sẻ về những cái thiết kế ngoại thất của Mazda CX-8 anh đang sử dụng, ngoài ra những cái thiết kế mới hiện nay thì anh đánh giá như thế nào? Thì trước hết thì xe của mình đó là đời 2021. Thì đời 2021 nó khác với lại đời 2023 và 2024 hiện tại. Thì cái la-gan phía trước, thì cái la-gan phía trước thì nó sẽ là dạng dọc. Còn cái đời sau thì nó là dạng crystal, dạng crystal thì cái thiết kế có phần khác khi mà mình nhìn. Đây là cái phần dọc giống như vậy ha. Thì đời trước 2023 thì nó sẽ là như vậy, và cuối 2023 đầu 2024 thì nó sẽ đổi, chỉ là riêng cái la răng thôi, còn các cái chi tiết bên trong thì là như nhau. Thì theo mình thấy á, thì cái phần đầu của xe thì rất là giống xe CX-5. Thì thoạt nhìn thì chúng ta sẽ khó có thể nhận biết được là CX-8 hoặc là CX-5. Và cái thiết kế mà đặc sắc nhất mà mình cảm thấy là mình rất là thích, tức là cái đèn trước rất là đẹp, mỏng đẹp, có thể nói là mắt lươn. Và cái phần đầu thì nó, xe này tuy là dòng 7 chỗ nhưng mà nó rất là gọn và dành cho cả nam lẫn nữ sử dụng đều rất là đẹp. Thì theo mình cảm nhận thì phần đầu là, nếu mà đánh theo thang điểm 10 thì mình đánh giá ở đây là điểm 8 trên 10. Hay quá. Ngoài ra thì anh đánh giá về những năm gần đây cái mẫu thiết kế của tất cả những dòng xe Mazda nó ít thay đổi. Theo mình thấy thì hơi hướng của xe Mazda là thiết kế là cái phần đầu nó đưa về phía trước, nó không có nghiêng về khí động học giống như những cái dòng xe trước đây. Tuy nhiên thì cái phiên bản thiết kế này thì theo mình thì cảm thấy là rất là đẹp và mình thích. Và ngoài ra thì theo nhận định của những bạn bè thì thấy là cái thiết kế này cũng rất là đẹp, và mọi người cũng cho cảm nhận là sẽ thích về cái thiết kế của xe Mazda, không riêng gì dòng CX-8 mà Mazda 3 và Mazda 6 cũng rất là đẹp. Nói về công năng thì anh Việt có thể đánh giá như thế nào về cường độ sáng của cái đèn mang lại? Cường độ sáng thì mình thấy là hai cái bi phía trước là bi 3.0 và có pa chung một bi. Thì theo mình đánh giá thì cái độ sáng nó cũng ở mức vừa phải. Nếu mà đánh về thang điểm 10 thì nó nằm ở đâu khoảng 6, điểm 6 trên 10. Nó không quá sáng rực rỡ. Tuy nhiên thì nó giúp an toàn trong giao thông và những người đối diện sẽ không có bị chói. Thì đặc điểm của cái loại bi LED này là nó tiết kiệm điện và cái độ sáng của nó cũng đạt được là mức vừa phải. Giúp an toàn giao thông cho mình và cho những người đối diện cũng khá là tốt. Tuy nhiên thì nếu mà nhà sản xuất có thể tăng lên ở mức độ sáng khoảng chừng 8 điểm như các dòng xe Toyota Cross thì khách hàng sẽ thích hơn so với cái mức sáng là 6 trên 10 như hiện tại theo mình đánh giá. Sau khi anh Nghĩa đánh giá xong về những cái công năng cùng với thiết kế ngoại thất rồi, bây giờ anh em mình trải nghiệm phần nội thất đi, xem có những gì để có thể chia sẻ hơn. Rồi tiếp theo thì mời các bạn quan tâm đến phần nội thất, một trong những cái điểm mà cũng rất là quan trọng ở trên một chiếc xe. Thì ngoài cái ngoại thất thì nội thất là cái mà tài xế sẽ tiếp xúc rất là nhiều, tiếp xúc gần như là trên 90% trong quá trình mình sử dụng chiếc xe. Thì ở đây là theo mình thì cái nội thất của xe CX-8 thì rất là sang trọng, tất cả đều được bọc da. Ngoài ra có những cái chi tiết mạ chrome ở cái cánh tay này và những cái chi tiết mạ chrome trên vô lăng thì nó giúp tô điểm rất là đẹp. Và ở những cái khu vực mà ngay chỗ những họng gió thì nó cũng có mạ chrome. Thì theo mình đánh giá thì cái nội thất này rất là sang trọng, và xe này mình cũng đã sử dụng được 3 năm. Thì theo mình đánh giá thì nội thất khá là bền
và nó không có bị đổi màu. Thì sau 3 năm mà cái chất liệu và da nó vẫn còn rất là đẹp, nó không có bị bóng nhiều. Nó không bị bóng và chất liệu da nó cũng gần như là còn mới. Và vô lăng và tất cả những cái chi tiết khác thì theo mình đánh giá thì nó là bền. Những chi tiết nhựa bóng Piano này thì anh đánh giá như thế nào? Nó đẹp nhưng mà nó chất liệu thì anh thấy sao? Cái này là chất liệu nhựa và được sơn. Thì ở cái xe của mình á, thì mình có dán ni lông ở trên đây thì nó khá là bền. Thì đối với những cái xe khác á, thì đối với chất liệu bóng như vậy thì nó dễ chảy hơn. Nhưng mà mình kỹ thì mình đã dán bảo vệ ni lông bảo vệ ở đây và nó không bị trầy. Và khi mà nếu mà nó bị trầy thì mình lột ni lông ra cũng được. Thì cái này là một trong những cái cách mà mình giữ xe, tức là những cái chi tiết bóng và sơn thì mình sẽ dán ni lông để mình bảo vệ nó. Ngoài ra thì màn hình của xe thì cũng giúp cho là cái tầm nhìn ở phía trước rất là tốt, và cái khả năng hiển thị của màn hình cũng ok. Thì theo mình đánh giá thì màn hình đặt ở vị trí này và vị trí chiều cao vừa phải, giúp cho những hàng ghế sau cũng có thể coi được khi mà mình phát âm thanh, khi mà mình phát video, thì giúp cho giải trí. Và khi mình sử dụng xe đi đường dài thì nó sẽ tránh được cái sự nhàm chán. Nhiều người sử dụng những cái dòng xe của Mazda nói chung á, thì họ hay là phàn nàn về kích thước của màn hình. Thì anh Việt đánh giá sao về kích thước? Kích thước của màn hình đối với dòng xe của mình là khoảng 7 inch. Và theo mình biết thì dòng xe 2024 thì màn hình nó sẽ dài ra. Và kích thước lớn hơn. Thì theo mình thấy thì đối với màn hình 7 inch thì nó cũng khá là nhỏ. Nếu mà nhà sản xuất tăng lên được khoảng 10 inch giống như những cái model mới á, thì nó sẽ giúp khả năng hiển thị và trải nghiệm và những video về YouTube đồ cũng khá là tốt. Thì theo mình thấy thì màn hình hiện tại là 7 inch là nhỏ. Anh Việt đánh giá sao về hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba của Mazda Setup? Hàng ghế thứ hai thì mình có 3 chỗ ngồi. Thì về mặt là không gian về mặt phía trước và phía sau thì mình thấy nó cũng khá là rộng rãi khi mà mình đi 4 hoặc là 5 người. Tuy nhiên cái hàng ghế thứ ba đó thì nó khá là chật so với hàng ghế thứ hai. Thì mình nghĩ là hàng ghế thứ ba nên sử dụng cho những người mà có chiều cao dưới 1m6 thì ngồi nó sẽ thoải mái hơn. Và hoặc là sử dụng cho trẻ em. Những người mà cao thì không ngồi ở đó thì nó sẽ bị vướng cái hàng ghế trước. Nó sẽ không có tiện lợi lắm. Và hệ thống máy lạnh ở phía sau thì nó không có được tốt bằng hệ thống thứ hai. Ở đây mình có 2 dàn lạnh phía trước và phía sau. Và hàng ghế thứ ba thì nó có cái dàn lạnh ở dưới chân. Tuy nhiên thì đi mà nhiệt độ nóng khoảng như hiện tại bây giờ 40-41 độ thì cái hàng ghế thứ ba theo mình đánh giá thì nhiệt độ nó sẽ không có đủ. Và nó tương đối là nóng. Thì cái hàng ghế đó là backup để mà sử dụng trong trường hợp mà mình chở thêm người. Còn nếu mà gia đình khoảng 4-5 người thì mình đi xe C8 mình rất là thoải mái. Và hệ thống máy lạnh phía trước và hàng ghế ở giữa thì mình thấy rất là lạnh và rất là tốt. Tất nhiên là chiếc xe mình mua mình sử dụng một thời gian dài rồi thì một chiếc xe mình sẽ rất thích, mình mới sở hữu. Thì ngay từ đầu thì những cái điểm gì mà thu hút anh ngay từ đầu để anh sở hữu C8? Đối với lại xe C8 thì cái mà cảm giác đầu tiên là khi mình chưa sở hữu, mình đi đường mình thấy cái phần phía trước đèn rất là đẹp, cái phần thiết kế ở bên hông và phía sau cũng rất là hài hòa, và cái chiều dài độ lớn của chiếc xe cũng gây thu hút cho mình rất là nhiều. Ngoài ra thì khi mà mình quyết định là mình đi coi xe C8 thì khi mình vào cái khoang nội thất á, thì đúng là nội thất rất là đẹp luôn. So với các cái hãng khác thì mình đánh giá là nội thất hài hòa và đẹp và có phần sang trọng nhờ có những cái chi tiết ốp da và cái trần màu đen giống như vậy, thì cảm giác là cái xe nó rất là hiện đại. Một thông tin mà những người dùng chưa sở hữu xe 8 họ không biết đó là về cái sự phiền hà khi sử dụng xe và nó có hỏng vặt hay không, hay là những cái khuyết điểm mà anh nghĩ rằng xe 8 nó sẽ là một rào cản để cho những người sở hữu xe 8. Từ nãy giờ thì mình toàn nói là những cái điểm mạnh, thì đối với đại điểm yếu thì thực sự mà nói thì sau khi sở hữu 3 năm và đồng hồ của mình đang đi là 22.000 km và những chuyến đi xa, đi dài, đi lên Đà Lạt, đi lên đồi núi thì mình chưa có thấy những cái điểm yếu của xe
CX8 hiện tại bây giờ thật sự mà nói là như vậy. Yeah. Ngoài cái chuyện mà mình mới chia sẻ với các bạn là cái hàng ghế sau là nó khá là chật. Yeah. Và cái hệ thống máy lạnh thì nó không được mạnh giống như là hàng ghế trước và phía sau. Yeah. Thì cái đó là cái điểm yếu mà mình có thể thấy được. Còn những điểm yếu khác thì mình thật sự là mình chưa thấy. Và cái chuyện hỏng vặt thì trên chiếc xe này chưa hề có luôn. Yeah. Ngoài cái chuyện là sau 2 năm rưỡi đến 3 năm thì mình cần phải thay bình ắc quy, thì mình nghĩ là cái tuổi thọ của bình ắc quy như vậy là rất là tốt so với một cái dòng xe 7 chỗ giống như vậy và có hệ thống iStop tự động tắt máy sau 3 giây. Yeah. Thì mình thấy là mình chưa thấy những cái điểm yếu về mặt máy móc. Yeah. Về nhiên liệu thì mình thấy cũng khá là tiết kiệm so với dòng xe 2.5 thì mình đi là 8.6 lít trên 100 km. Ừ. Khá là có thể chấp nhận được. Ổn, bình thường với mức tiêu hao nhiên liệu là bình thường. Ừ. Và cái hàng ghế 3 trên những dòng xe như thế này em nghĩ là trong một trong những cái biện pháp là bắt cấp thôi. Ừ. Chứ để có cái sự trải nghiệm tốt hơn thì em nghĩ là mình cần có thêm những sự lựa chọn khác. Mắc tiền hơn. Dạ đúng rồi. Và một thông tin nữa đó là về giá bán thì những dòng xe Mazda nói chung thì thường thường cái mức giá nó sẽ dao động rất là nhiều với những người mua trước và người mua sau. Thì anh đánh giá sao với cái điều đó? Thì theo mình thấy thì cái giá cái giá thì mình thấy nó cũng không biến động lắm, nó chỉ phụ thuộc vào cái option thôi. Yeah. Ví dụ xe luxury, xe deluxe và xe premium thì cái giá của nó có sự khác nhau. Tuy nhiên thì cái việc mà chênh lệch giữa các năm nó thay đổi giá thì mình thấy là so với các hãng khác nó không nhiều. Yeah. Tại vì cái dòng xe này mình thấy là thiết kế khá là đẹp và yeah, bắt mắt. Rất là nhiều người muốn sở hữu nó nếu mà có điều kiện giá tiền từ 1.1 tỷ cho đến 1.4 tỷ. Ừ. Thì mình nghĩ là đối với lại cái option xe CX-8 là một trong những lựa chọn rất là tốt trong cái phân khúc này. Ừ. Trong tương lai thì anh có định đổi xe hay là có thích những dòng xe mới nào hay không? Thì trước mắt á, thì mình đã sở hữu cái xe này gần 3 năm và mình có ý định là mình sẽ sở hữu lâu dài, ít nhất là cũng phải là 10 năm. Hiện tại thì mình chưa thấy là có những cái xe nào gọi là tốt hơn hoặc là có sự lựa chọn tốt hơn đối với lại so với CX-8. Thì trước mắt thì mình thấy thật ra là Carnival thì cũng là một trong những option rất là tốt, rất là rộng. Tuy nhiên thì mình thích thương hiệu là thương hiệu Nhật, cho nên mình sẽ chọn là Mazda, mình sẽ không chọn những cái thương hiệu khác như thí dụ như Hàn Quốc hoặc là Mỹ. Yeah. Thì theo mình thấy thì thương hiệu Mazda là thương hiệu Nhật và thương hiệu Nhật á, thì nó rất là bền bỉ so với thương hiệu Hàn. Yeah. Hoặc là những cái thương hiệu khác của Mỹ thì mình sẽ không nói sâu về cái vấn đề về lỗi vặt hay là những cái gì. Yeah. Nhưng mà mình thấy là mình thích thương hiệu Nhật và Mazda là một sự lựa chọn phù hợp đối với mình. Yeah. Chúng ta quay lại về vấn đề chi phí sử dụng đi, thì qua 2-3 năm thì anh sử dụng chiếc xe thì với chi phí đó cùng với mức bảo dưỡng thì anh đánh giá sao? Từ mình đã sử dụng xe này gần 3 năm và mình thấy là chi phí sử dụng thì cái mức nhiên liệu tiêu thụ là 8.6 lít trên 100 cây là quá tuyệt vời cho một xe 2.5 và máy khá là mạnh. Yeah. Và khi mình đi 5 người, 7 người thì máy nó vẫn hoạt động tốt và mình cảm giác là nó không có bị đuối giống như những dòng xe là 1.5. Yeah. Hoặc là dưới 2 chấm cho xe 7 chỗ. Và cái chi phí về bảo dưỡng thì do là mình cũng ít đi, cho nên 6 tháng mình chỉ tốn đâu đó khoảng chừng 1.1 triệu cho đến 1.3 triệu cho cái chi phí bảo dưỡng. Ừ. Thì theo mình thấy thì đối với một dòng xe tương đối là cấp là trung bình khá giống như CX-8 thì mức bảo dưỡng nó là quá rẻ so với cái việc mà mình sử dụng cho gia đình là 6 tháng mình tốn khoảng 1.1 triệu cho đến 1.3 triệu. Dạ. Thì mình thấy đối với mình thì so với những hãng khác thì giá bảo dưỡng thì quá tốt. Dạ. Anh có từng nhớ lần bảo dưỡng gần nhất là khi nào và giá là bao nhiêu và cái cấp bảo dưỡng lớn nhất của cái chiếc xe này thì giá bao nhiêu anh? Lần đầu tiên là lần bảo dưỡng thay nhớt cho 500 km đầu tiên thì mình chỉ tốn là 970.000 thôi. Yeah. Thì cái đó là mình chỉ thay nhớt và thay cái lông đèn nhớt thôi. Yeah. Thì nhớt của xe này là nó sử dụng Castrol và dòng cao cấp cho nên cái nhớt của nó gần 1 triệu, tức là 900 mấy. Yeah. Thì cái đối với lại dòng xe này thì mình thấy là mức bảo dưỡng cho lần đầu tiên là quá rẻ. Yeah. Và cái lần mà gần nhất là 20.000 km thì mình tốn khoảng 1.2 triệu. Yeah. Thì trong đó nó có kiểm tra về hệ thống chậm của xe
và những cái khác thì gần như là xe mình không hư bất kỳ một cái gì hết. Thì các bạn chỉ kiểm tra và vặn ốc lại hoặc là vệ sinh thì ở mức dưới 1.3 triệu thì mình thấy cho cái việc mà bảo dưỡng 20.000 km thì mức đó cũng là rất là rẻ so với cái dòng xe 7 chỗ. Dạ, sẵn đây anh có thể chia sẻ cho em về cái dịch vụ khi mà anh sử dụng cái dịch vụ bảo dưỡng á của những cái đại lý á, thì anh đánh giá sao thì Dịch vụ bảo dưỡng của mình cũng đi nhiều hãng, ví dụ như là Honda và Mazda thì mình đang sử dụng dịch vụ bảo dưỡng của Mazda Bình Triệu và mình thấy là ở đó về không gian rất là tốt, phục vụ nhanh và cái lượng xe ở đó cũng không quá nhiều. Mình theo mình cảm nhận thì dịch vụ là mình đánh thang điểm là 8/10 và có nước uống miễn phí. Và thời gian bảo dưỡng đâu đó khoảng từ 1-2 tiếng tùy vào cái thời điểm mà mình bảo dưỡng là có cao điểm hay không. Thì mình uống xong ly cà phê là các bạn cũng đã làm xong và giao xe cho mình về. Thì cũng khá là nhanh. Một vài cái thông tin về người dùng thực tế sử dụng dòng xe Mazda CX-8 trong thời gian dài, và đó là những thông tin mà anh em có thể tham khảo nếu mà muốn sở hữu và sử dụng xe Mazda CX-8. Nó giúp lại cho anh em sử dụng chiếc xe như thế nào nè, rồi những ưu và những khuyết điểm để cho mọi người có thể tham khảo trong cái video này. Một lần nữa em cảm ơn Việt rất nhiều đã chia sẻ những thông tin hữu ích đến tất cả các khán giả trên Auto Sài Gòn. Một lần nữa cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một sự lựa chọn phù hợp với lại nhu cầu sử dụng cho gia đình của mình hoặc là cho cái công việc của mình. Mọi người đây là một trong những thông tin tham khảo và mình là người sở hữu thực tế của cái xe này. Mình có những cái cảm nhận giống như vậy. Mọi người cứ lựa chọn và mọi người có thể đi những cái hãng và mình chạy thử, mình thử cái cảm giác lái của các hãng khác nhau giống như Honda, Kia, Hyundai và Mazda, và trước khi mình lựa chọn mua một chiếc xe để cho nhu cầu sử dụng của gia đình của mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.